quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 23 tây tháng 5 năm 2023. Trong cái cực điểm của thời đại thời gian, xin lỗi quý vị, trong thời gian mà bệnh dịch Covid-19 bùng phát. Tệ nạn kỳ thị người gốc châu Á ở Mỹ tăng mạnh. Những cái hình ảnh, những cái câu chuyện liên quan đến những cao niên gốc Á bị hành hung ngay trên đường phố làm cho những người châu á họ cảm thấy hình như đất nước mỹ này nơi họ có nhiều người sống cả cuộc đời thậm chí họ sanh ra ở tại đây vẫn cảm thấy rằng đây nước mỹ một cái mà người ta gọi là một cái nồi hầm chủng tộc nhưng mà người gốc á họ vẫn cảm thấy rằng họ vẫn là một cái gì đó xa lạ trên đất nước này và điều đó đưa cho đến một cái suy nghĩ của nhiều người gốc á họ nhìn nhận thân phận của họ ở trên đất Mỹ ra sao và một cái cuộc nghiên cứu cho chúng ta thấy nhiều điều bất ngờ từ tâm trạng của những người Mỹ gốc Á và đó là cái chủ đề anh em chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị ngày hôm nay xin chào anh Đỗ Dũng Trời mai phải Long và kính chào khán giả SBTN à thực ra cái chuyện này nó là cái chuyện muôn thọ uh, gần như xã hội nào nó có chứ không phải chỉ có mỹ nhưng mà tại sao mỹ là vấn đề lớn bởi vì nước mỹ ấy, thì họ lại là cái đất nước mà họ xiển dương họ quảng bá họ ủng hộ họ đẩy mạnh cái vấn đề gọi là đa chủng tộc cho nên nó mới là vấn đề còn những nước khác ấy, họ không nói ra như thế những nước khác thậm chí họ bảo thẳng luôn chúng tôi chỉ có một sắc dân thôi mỹ thì họ không nói như thế vì luật lệ, vì cái nguồn gốc mà thật ra là Mỹ là gì? Chẳng có dân tộc Mỹ. Mỹ là một cái thứ gọi là nó nói nôm na chúng ta hiểu giống là tạp nham đủ các sắc dân từ cái khi mà lập quốc cách đây hơn 240 năm quý biết người châu Âu đi qua đủ các thứ người Anh, người Úc, người Đức, cái gì ôi loạn cào cào phải không? Thì họ cũng là thuần chủng lúc đó nước Mỹ nó chỉ có hai sắc dân ăn lô sắc sông tức là người da trắng và người thổ dân và thổ dân coi như bị tiêu diệt gần hết những cái bộ lạc những cái làng mạc mà thổ dân là quý biết người châu âu họ vô khi mà họ chiếm đất họ bỏ thuốc độc của những dòng sông dòng suối họ đem những căn bệnh răng mai lộ mổ các thứ vô rồi họ làm cho rượu chết dần dần bây giờ còn nghĩa là rất ít thì không vấn đề gì cả nhưng bắt đầu thưa quý vị khi nước mỹ phát triển đi về hướng tây mà ngày hôm qua trên chương trình xoáy tin chúng tôi cho quý vị coi đó, cái bản đồ nước mỹ tại sao một nửa phía đông nó không có nhiều những công viên những di tích của những rừng rậm ở bên phía tây nó có nhiều là bởi vì nó nguyên sinh thì khi mà nước mỹ đi về phía tây nào là mua đất của Pháp, nào là chiếm đất của Mexico, nào là mua ở Mexico với họng súng bắn họ phát triển qua Thái Bình Dương. Bắt đầu cái đất nước rộng quá, họ cần người. Họ cần người làm việc, bắt đầu là lúc đó họ mới để cho các sắc dân khác vào bởi vì người châu Âu họ qua không kịp, mà họ không đủ để qua nữa thì bắt đầu là người châu Á qua, đúng không? Và người Hispanic ở phía Nam qua, đó. Thì bắt đầu nước Mỹ nó hình thành đến thập niên 80. Khi mà nước Mỹ lại phát triển nữa thì họ để cho di dân vào nữa, đó thì khi vào đó bắt đầu nó có những cái xung đột về chủng tộc đều không thể tránh khỏi. Nhưng như tôi nói đó là bởi vì ở uh, nước Mỹ cứ nói là chúng tôi tôn trọng này, chúng tôi ủng hộ này mà trên thực tế nó không có, đó. Rồi thời gian qua trong 4 năm ông Donald Trump cầm quyền nước Mỹ bị chia rẽ người dân Mỹ người ta cảm thấy bị đe dọa tự nhiên có làn sóng dân ở đâu đi vô và người người, người ta lo sợ rằng là cái sắc dân da trắng không còn là đa số nữa mà sắc dân mà không phải da trắng sẽ trở thành đa số và điều đó nó đang xảy ra đặc biệt là các cái tiểu bang mà có đông người tiểu số tôi nói ví dụ như California trong các trường đại học bây giờ đó học sinh da trắng không phải là đa số nữa mà là học sinh các chủng tộc không phải da trắng Thực ra các chủng tộc nó cũng chẳng ưa nhau đâu Nhưng mà người Mỹ ấy, người ấy gồm những cái chủng tộc mà không phải mắt xanh mũi lõ tóc vàng xanh nhỏ vào thành một chủng tộc đối thủ Đâm ra nó có những cái chính sách Mà không có lợi cho cái người thiểu số Hoặc là ngăn chặn người thiểu số Từ trong lĩnh vực văn hóa, kinh doanh, giáo dục Vân vân và vân vân rồi gần đây dưới thời Tổng thống Donald Trump làm Tổng thống, nước Mỹ nó bị chia rẽ mà ông Trump ông lại dựa theo vấn đề chủng tộc. Nó lại càng làm cho người ta, cái vấn đề này nó xảy ra. Cho nên nhiều người thiểu số người ta cảm thấy, ủa? Không, ví dụ tôi ở ngoài tôi vô Mỹ thì không cảm thấy thuộc nước Mỹ thì ok. Mà tôi đẻ tại Mỹ tại sao tôi vẫn bị kỳ thị? <laughs> tôi vẫn không được thừa nhận. Đó. Thành ra đó, trong các cái cuộc mà xuống đường tôi thấy nó có những bảng buồn cười lắm hãy yêu thương chúng tôi như quý vị yêu thương thực phẩm của chúng tôi nó rất kỳ lạ đồ ăn á, thì thích đồ ăn của tôi nói ví dụ như, như gọi mấy ông khoái đoàn việt nam không những khoái đoàn việt nam khoái lấy vợ việt nam nữa cơ à, thế mới đọc nhưng mà lại không thích người việt nam thế mới kỳ lạ đó. ví dụ tôi trồng cái ví dụ đó hay là thích thức ăn thái thích vợ thái nhưng mà lại không ưa người thai đó chính cái đó nó làm cho người ta cảm thấy là một cái gì đó kỳ cục thì mới đây pu research center một cái một cái trung tâm mà gọi là uh, nghiên cứu và thăm dò nổi tiếng nhất của nước mỹ và uy tín nước mỹ thì họ mới làm những thăm dò của họ thì họ mới thấy là cứ trong năm người mỹ gốc á thì có bốn người cảm thấy là họ không thuộc về nước mỹ và hơn một nửa cảm thấy là bây giờ nước mỹ không an toàn đối với họ đó là cái thực tế của nước mỹ ngày nay và cái này nó là cái điều mà những người da trắng họ đang muốn tức là họ làm mọi cách cản trở bớt cái làn sóng mà người không phải da trắng vô nước mỹ bởi vì họ sợ là họ sẽ bị tuyệt chủng thành phần nên đông quá mà quý vị thấy đấy trong lĩnh vực chính trị bắt đầu là những cái địa phương do cái thể thức bầu cử của mỹ bắt đầu có những người không phải da trắng lên nắm những cái chức vụ quan trọng ảnh hưởng tới họ rồi à, nó có những cái chuyện chẳng hạn như là sống trong cái khu vực của họ tự nhiên làm những việc mà họ không hài lòng tôi nói ví dụ thôi cái khu họ ở có 10 căn nhà nó yên tĩnh như thế tự nhiên bây giờ có những ông khác vô nó không yên tĩnh nữa nó phá cái môi trường rồi bắt đầu là gì cho xe phòng cho người thân đến nào đó, nó làm ô nào khu xóm tự nhiên nó dơ hơn nó nó nhớt nó nhếch nhác hơn làm cho người ta khó chịu cái đó có không đâu xa chúng ta đi đến Lý Do Sài Gòn nó thấy Tôi chỉ cho quý vị một cái điều nhỏ nhỏ thôi để nó thấy Mà cái này đó là người ta bực mình người ta không nói ra Nói ra thì sợ là bảo kỳ thị Nhưng mà nó càng ngày nó càng làm cho người ta khó chịu bên trong Và khi người ta phản ứng ta phản ứng bằng lá phiếu Người ta ủng hộ cho những ứng cử viên Mà chống lại có những chính sách chống lại những dân này Nếu quý vị đến Lý Do Sài Gòn này phải công nhận là nhạc nhạc anh thừa nhận đó ở đây chúng ta phải nói thẳng với nhau Nhiều người dùng chữ kia rồi Dạ Kero là rõ ràng rồi ừ. Thấy không Rồi quý thấy gì nữa Hôm lịch bây giờ rất là nhiều Tại sao vậy Đây là cái quan sát của tôi Do người Việt Nam chúng ta Thứ nhất là có lòng Bác ái Cái đó là xuất phát từ dân tộc chúng ta Cái thứ hai là có một số người quan niệm thế này Tôi đã từng khó khăn Tôi từng sống chết trên biển Trên đường bộ Tôi đến nước Mỹ, nước Mỹ cưu mang tôi, Tôi không làm được gì lớn để chở nước Mỹ Bây giờ tôi thấy một người Mỹ Xa cơ thất thế Tôi giúp họ, tôi cho họ tiền, tôi cho họ đồ ăn Thì họ trụng lại đi đâu Sài Gòn đi, đi chỗ khác làm cái gì Chính vì vậy nó nhách nhé mà khi người bản địa ở đây người ta đi ngang, người ta rất khó chịu, thậm chí nhiều người ta không dám lái đi qua vùng đi Sài Gòn. Đó là chuyện có thật chính từ những chỗ đó như tôi nói vậy khi ông donald trump ông kích động cái vấn đề chủng tộc ra người ta hưởng ứng liền người ta hưởng ứng liền mà có một số người nói với tôi như thế này là thập niên 70 mươi ở mỹ họ qua đây họ du học ở long họ bảo là ừ. nhà người ta không có đóng cửa xe không có khóa cửa để không mất gì cả bây giờ nó lộ, loạn rồi. Ở đây không có nghĩa là lỗi chúng ta Nhưng mà rõ ràng đó là một thực tế Mà nhiều khi có những người Mỹ người ta không có tìm hiểu Người ta thấy và người ta phản ứng Và để cho chúng ta hiểu nhau Cho người Mỹ hiểu nhau thêm đó Để thông cảm Thì bây giờ lại có lần sao không là không cho chúng mày hiểu luôn Ví dụ ở Florida Ông thống đốc Ron DeSantis Ngăn cấm luôn những việc dạy dỗ các thứ Mà hôm trước trên trình trình trái tin Anh Long của tôi có trình bày một lần đó, nhớ không yeah đã vậy đáng lý trong trình trường hợp phải cho tôi ví dụ đi tôi với cái ly này đi bây giờ đang là không hiểu nhau đáng lý là phải cho tôi với cái ly này hiểu nhau không họ làm gì cho chúng mày không hiểu nhau luôn để chúng mày ghét nhau luôn <laughs> anh long sẽ trình bày tiếp chuyện này sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình svtn Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ băng tầng SPTN. Thưa quý vị, trong phần đầu chúng tôi trình bày những cái suy khuynh hướng suy nghĩ của những người gốc gốc Á ở tại đất nước Mỹ. Họ có một cái gì đó luôn luôn cảm nhận rằng họ không hòa nhập. Mặc dù khi mà nói chuyện trên cửa miệng thì họ đều nói rằng tôi hòa nhập với nước Mỹ. Nhưng mà khi các cuộc nghiên cứu mà phân tích sâu hơn thì người ta thấy chuyện đó nó không phải. Thí dụ trong một cái cuộc nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu Pew, họ cho biết rằng là hầu như những người gốc Á mà sống ở Mỹ, ý, ngay cả những người sinh ra ở tại Mỹ, thì hơn một nửa sĩ số trong cái giống, giống người gốc á họ đều có những quan hệ chỉ trong vòng cái chủng tộc của họ thôi không có đi ra ngoài cái chủng tộc đó và trong cái chuyện này người gốc việt lại là một cái điển hình nhất xin ban kỹ thuật cho xem cái mạng laptop của tôi à, xin mở cái tivi dùng trên màn quý vị đây cái phần mà trước mặt quý vị chúng tôi kéo vô chính giữa tí xíu thì quý vị thấy là cái đây là kết quả nhận xét là một nửa số dân châu Á họ đều có quan hệ bạn bè là cùng chủng tộc thì tính chung là 51% người châu Á đều chơi với những người bạn trong cùng chủng tộc và trong cái số này người Việt Nam thuộc loại đứng hàng đầu là trong Việt Nam 55% người Mỹ gốc Việt chỉ chơi với bạn cùng chủng tộc mà thôi. Và chuyện này chúng quý vị sẽ thấy ngay khi mà chúng ta nhìn trong cái mối quan hệ của chính chúng ta, mối quan hệ của chúng ta nhìn vào những người bạn của chúng ta và chúng ta nhìn vào ngay cả con cái của quý vị. Cỡ tuổi như chúng tôi và những người lớn hơn đến thế hệ lớn hơn của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là cái những cái mối quan hệ của những cái người thuộc lại đàn anh của những người mà thuộc lại thế hệ cha chú của chúng tôi thì hầu như mối quan hệ của họ hoàn toàn là người Việt đến thế hệ chúng tôi cũng như thế khi mà chúng tôi giao dịch với những người mà mang cái chủng tộc khác hầu như chỉ khó ở giới hạn ở cái chuyện công việc làm hay là uh, một cái nơi nào đó sinh hoạt rất là đặc biệt là có gặp những người chủng tộc khác nhưng mà quay trở về thì hầu như mối quan hệ thân thiết đến nhà người này đến nhà người kia mời người khác đến nhà mình thì hầu như hoàn toàn là những người cùng gốc chủng tộc cùng là người việt nam và thậm chí cái thế hệ trẻ sau này chúng ta quý vị cứ nhìn vào con cháu quý vị quý vị cũng sẽ thấy yes, thế hệ trẻ cái mối quan hệ của thế hệ trẻ nó có vẻ nó đa dạng hơn nhưng mà đếm lại thì chúng ta thấy rằng là những người bạn mà cùng gốc việt nam hoặc là cùng gốc châu á thì chúng ta thấy là con con cháu của chúng ta nó lại quen chơi với những người đó nhiều hơn ở một cái chủng tộc khác có rất nhiều người hay nói chuyện với chúng tôi rằng là tôi đi qua Mỹ là đi làm với Mỹ, đầu óc tôi là làm theo kiểu Mỹ. Nhưng mà khi tôi nhìn kỹ lại, tất cả những người nói câu đó cũng như chúng tôi, là hầu như bạn bè đều là người Việt hết. Và thậm chí làm cho một công ty Việt Nam mấy chục năm trời, đúng không anh? Đúng rồi. Họ kể một câu chuyện nào đó quá khứ hồi còn đi học hay là hồi mới bước ra đời phải đi làm cho một cái công ty Mỹ nào đó vì cái nghề nghiệp À, sau khi họ họ học xong phải đi làm một cái nghề làm kỹ sư chỗ này làm kỹ sư chỗ kia thì phải làm chung với cái công ty của, ở tại người bản xứ nhưng mà khi họ có một cái cơ hội họ làm gì đó riêng thì hầu như là họ quay về làm làm việc chung với người Việt thậm chí làm việc ở một cái khu vực nào đó khách hàng là người da trắng nhưng những nhân viên của họ cũng là người Việt cho nên rất nhiều người sẽ cho chúng ta một cái câu là đầu óc của anh mày chị mày là Mỹ lắm ta làm việc với Mỹ nhiều năm nhưng mà thực tế hoàn toàn Việt Nam. Tại sao như vậy? Phải chăng cái nền văn hóa của chúng ta nó ăn sâu đến mức chúng ta không có thể nào mà xích bỏ được cái nguồn gốc và điều này nó cũng thể hiện luôn trong cộng đồng của chúng ta lúc nào chúng ta cũng ca ngợi là phải quay về nguồn phải diễn dương cái văn hóa Việt cho thế hệ này chuyển qua sang qua thế hệ kia. Rồi thêm một cái chuyện nữa, liệu rằng nước Mỹ có muốn chúng ta quên là quý vị gốc Á Châu này dù vẫn là alien, vẫn là người ăn nhờ ở đậu mặc dù du sanh đẻ tại đất nước mày, đất nước này có khá nhiều cái nghi vấn như vậy thưa anh. Vâng à, uh, thực ra ở đây đó nó là do cái vấn đề uh, quyền lực như tôi nói ngay đầu chương trình nhé đất nước này hay nói xa nữa là vũ trụ này là chẳng là của ai hết mà nó có thể nói là của chung tất cả những ranh giới những cái gì đều là con người đưa ra và đều do kẻ mạnh đưa ra tôi mạnh hơn cái ly này thì là vạch cái ranh giới ở đây cái ly này mạnh hơn là vạch ranh giới cái ly này vạch ranh giới của nhà tôi đơn giản là như vậy tất cả thứ khác đều láo toét hết Thế bây giờ giải quyết chuyện này như thế nào? Người da trắng, người Mỹ cũng chỉ là ăn nhờ đậu đấy thôi. Anh cũng là di dân bất hợp pháp, nhập cảnh bất hợp pháp nước Mỹ cách đây hơn 240 năm, sinh con đẻ cái đấy. Thế tại sao bây giờ người thiểu số vô đây mà ừ, sinh con đẻ cái này, những người này là không được chấp nhận là thế nào? Nó do cái quyền lợi chính trị, do quyền lực chính trị. Bởi vì bây giờ là đất nước, những cái người da trắng họ đang nắm quyền thì họ có quyền làm những chính sách đó. Họ ở những chức vụ đó. Đúng không? Luật của trò chơi là như thế. Cái ly này nó đang nắm chức vụ này, nó có quyền đưa ra những quyết định này, không có lợi cho tôi. Thì bây giờ làm sao thay đổi đây? Đi bầu. Đi bầu và đi bầu. Và đừng có bầu lộn bầu những người nào thật sự mang lại quyền lợi cho cộng đồng, thay đổi cộng đồng, chứ không phải chỉ bầu cho những người chỉ là lên nói phép, nói kiếm phiếu rồi không làm gì cả rồi lại cũng đi theo cái đa số. Quý vị thử tưởng tượng một ngày nào đó nếu nước Mỹ này đa số các chức vụ dân cử không phải là của người mỹ trắng, tình hình như nó khác lên gì đâu? Có gì đâu? Đó là đơn giản Chuyện này khó nhưng mà phải là dễ nhưng Mà dần dần thay đổi thì chỉ cách đó thay đổi chứ không cách gì thay đổi được hết Chừng nào tôi còn nắm quyền trong tay tôi vẫn nói phép Với cái ly này Là tôi lo quyền lợi cho người không tôi lo quyền lợi tôi Quý vị cứ nhìn đi những cái khu Mà người thiểu số ở Chẳng hạn khu Rio Sài Gòn Mà tôi gọi nhích nhác anh Long dùng một chữ là ghetto là bởi vì sao Chúng ta đi làm chúng ta vẫn đóng thuế đầy đủ tôi không nói những người trốn thuế nhưng những đồng tiền thuế đó nó không mang về cho những người cho những nơi chúng ta ở những vùng thiểu số những đồng tiền nó không có mang về mà người ta mang về những vùng khác rồi cái gì nữa người thiểu số khi mà thấy ở khu này nhát nhác quá chúng ta không làm chúng tôi quyền lợi cá nhân chúng tôi đi mua nhà chỗ khác mà ở chúng tôi vô khu mỹ trắng rồi ở chúng tôi không muốn ở cái chỗ này mặc dù chúng tôi vẫn kiếm tiền ở đây chúng mở văn phòng đây chúng tôi kiếm tiền chúng tôi đi chỗ khác ở thì chúng tôi bỏ phiếu ở chỗ đó chúng tôi làm tạo quyền lợi chỗ đó chứ không tạo quyền lợi ở đây bởi vì sao chúng tôi biết là những đồng tiền ngon nhất nó về khu đó về chúng tôi ở chính xác không yes. cái đó là cái chết người người gốc thiểu số bị cái dở tôi nói thẳng luôn là không có nhìn xa bằng người gốc da trắng người mỹ họ nhìn xa họ không ăn những cái nhỏ 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 đâu cứ đi đi những cái khu nhà mà giàu nhất những công viên đẹp nhất nằm trong những khu người nhà giàu những người da trắng, rồi họ bởi vì họ biết dùng cái lá phiếu của họ để họ đem những đồng tiền của chính phủ lên bang về ngay cái địa hạt của họ, đó là bảo vệ quyền lợi của họ. còn chúng ta những người thiểu số tối ngày đi lo tranh chấp những cái chuyện nhỏ, nhỏ 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 không à, không thấy được cái đó, chưa kể chúng ta bầu lộn cho người cái người đó là lao họ cái gì giảm thuế gì hả ừ. cuối cùng cái nhà của tôi cái là bây giờ hồi trước cái tôi claim được hai chục ngàn bây giờ claim được có 10 ngàn, tôi mất 10 ngàn, tăng thuế, đã, đã khai rồi, Thì nhìn thấy xa hơn, đó là cách giải quyết duy nhất còn bây giờ la lên làm survey làm này kia, cái pu thì sớt, họ chỉ cho, thấy cái thực tế nó là như thế. Bây giờ chúng ta, con cái chúng ta nó ăn ở đây, nó đã gắn liền ở đây, nó đẻ ở đây, nó không đi đâu được chỗ khác ở. Không lẽ ngồi bó tay à? Chỉ cách đó mới giải quyết được thôi. Lúc đó, đó là, ơi bây giờ tôi đang nắm quyền, tôi làm chuyện này nè. Đúng sai là chuyện của anh. Ở trên đời này, suy cho cùng nó chả có gì đúng, chả có gì sai. Người đúng nhất là người có quyền. Người Mỹ ta có câu rất hay, might is right. Kẻ có quyền luôn luôn đúng. Và chúng ta phải sử dụng lá phiếu của chúng ta một cách khôn ngoan Thì mới xóa tan được cái chuyện này Đó là ý kiến của tôi Anh có 30 giây chấm dứt kỳ Mời anh Vâng thưa quý vị sống ở tại nước Mỹ Chúng ta một cái thế hệ nào đó Một rưỡi hoặc thế hệ đầu tiên Quý vị có chỗ nào đó quý vị lùi về Một cái quê hương nào đó Mà chúng ta đã bỏ đi Nhưng con cái của chúng ta nó lớn lên ở đây Và nó chưa biết đất nước này là đất nước của nó Thì quý vị phải tạo làm sao Ảnh hưởng của quý vị, cái lá phiếu của quý vị để chừa cho một cái tương lai con cái của quý vị nó nhận nơi này là đất nước quê hương của nó, nó không bị từ khước người gốc Á tại Mỹ bị chính những quyền lực ở nước Mỹ này từ khước họ không cho họ trở thành một người Mỹ đích thực và chuyện này chúng ta đã chứng minh trong thời đại nhị thế chiến chỉ có những người Mỹ gốc Nhật đi vào trại tập trung mà người Mỹ gốc Đức người Mỹ gốc Ý không có người nào đi vào trại tập trung người Mỹ lúc nào cũng nhắc cho cho tất cả những người sinh ra ở tại nước nước Mỹ này trong đó có con cháu chúng ta là new ở uh, alien chúng bay là người ngoại quốc quý vị phải dùng cái lá phiếu của quý vị bỏ phiếu làm sao để cho có những chính những cái chính sách mà thật sự nó để cho con cháu chúng ta nó là người Mỹ đích thực Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Trái tim ngày hôm nay Mai Phạm Đội Dũng chúc quý vị gia đình ngày vui khỏe. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SPT Morning sáng ngày mai thứ tư 24 tháng 5 năm 2023.